Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 75 ngày 4 dâng lời cảm tạ, Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15 đến câu 16. Câu ghi nhớ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 16 phần A: Tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15-16. Kinh Thánh Tân Ước trang 198, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15-16. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 16 phần A: Thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Cảm tạ không thôi có nghĩa là luôn luôn cảm tạ. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã tô màu: Thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Bây giờ chúng ta làm ở trong trang sách của chúng ta, trong phần tìm hiểu, sứ đồ Phaolô đã dâng lời cảm tạ về ai? Về ai các em? Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Phaolô đã dâng lời cảm tạ về ai? Về các tín hữu. Các tín hữu có nghĩa là những người tín đồ, những người theo Chúa ở tại Ê-phê-sô. Ê-phê-sô là tên của một cái thành phố. Sứ đồ Phaolô đã dâng lời cảm tạ về các tín hữu tại Ê-phê-sô. Sứ đồ Phaolô đã dâng lời cảm tạ về điều gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ. Như vậy là về đức tin. Đức tin vào Chúa Giê-xu. Vào Chúa Giê-xu. Và tình yêu thương đối với các thánh đồ. Tình yêu thương. Tình yêu thương nhau đi, mình ghi nhau, tình yêu thương nhau cho nó ngắn ha. Như vậy, Phaolô đã cầu nguyện vì đức tin vào Chúa Giê-xu và tình yêu thương nhau của các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô. Đức tin, lòng yêu thương lẫn nhau của các tín hữu ở Ê-phê-sô là lý do để sứ đồ Phaolô dâng lời cảm tạ Chúa. Nhận biết, nền tảng của sự cảm tạ là đức tin trong Chúa và tình yêu thương lẫn nhau. Cảm tạ Chúa, đức tin và tình yêu thương. Mình phải có cả hai, có đức tin nơi Chúa và tình yêu thương lẫn nhau. Thực hành hôm nay, người em dâng lời cảm tạ Chúa là. Điều em cảm tạ Chúa là điều gì? Bây giờ chúng ta ghi ra ha. Hôm nay mình dâng lời cảm tạ Chúa vì ai? Ví dụ như mình cảm tạ Chúa vì ba mẹ. Điều em cảm tạ Chúa là cho ba mẹ có được sức khỏe nè, có được công việc nè, hay là có được tình yêu thương đối với em. Ở đây mình có thể cảm tạ Chúa về một người khác, ví dụ như về anh của mình, chị của mình. Cái điều mà mình cảm tạ bởi vì anh chị mình có sức khỏe, hay anh chị mình có sự khôn ngoan, hay là anh chị mình yêu thương mình. Rồi mình cũng có thể cầu nguyện cảm tạ Chúa vì người bạn của mình. Điều mình cảm tạ Chúa là vì bạn đó học giỏi, bạn đó
chơi chung với mình hay là cái gì đó. Cho nên là mình ghi ra ở đây, mình cảm tạ Chúa vì ai và vì điều gì, mình ghi chỗ này, các em cũng tự ghi đi nhé. Ở đây có hình ba bạn thiếu nhi cùng nhau hát ngợi khen Chúa rất là vui vẻ, rất là hết lòng. Rồi bây giờ chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Cảm tạ Chúa đã yêu em, cứu chuộc em và biến đổi em. Xin Chúa giúp con được thay đổi giống Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa đã yêu con, cứu chuộc con và biến đổi con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con được thay đổi giống Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa đã yêu con, cứu chuộc con và biến đổi con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta được thay đổi mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.